Để quý vị và các bạn tiện theo dõi, chúng tôi xin lỗi sự đội hình của hai đội. Đội tuyển thân thân xuất phát thủ môn Đức Duy áo số 1, Ngô Tiến số 5, Công Dương số 6, Mạnh Dương số 7, Phúc Đạt áo số 8, Ngô Tiến áo số 4 và Quốc Trung áo số 20. Trang phục của thủ Công Dương 3 là quần nghe áo đen. Đội hình xuất phát của các thủ Công Dương thủ môn Đức Duy số 1, Cảnh Bình số 5, Đức Hùng số 6, Thế Bình áo số 10, Sơn Ánh số 11, Quang Hải số 15 và Đức Nghiệp áo số 17. Trang phục của cầu thủ Nhân Sơn là quần xanh áo xanh nhạt. Trong tài liệu này, trận đấu này là ông Võ Văn Anh. Hai trợ lý của trọng tài là ông Nguyễn Văn Nhất và ông Văn Thế. Trọng tài đang cho hai đội phần sao bóng nhận bóng vào phần chân. Trên sân lúc này thì sáng nay cũng đã có trận mưa khá to. Trên sân rất nhiều các hồ nước và trên sân lúc này trời nắng rất gay gắt với nhiệt độ khoảng 30 độ C. Về mặt thân và khí hậu thì có thể nói là không tốt cho cầu thủ chúng ta như thế nào. Nhưng đây là một trận chung kết của đội tuyệt vời. Cầu thủ Tân Sơn Ba cũng đã giành được thắng lợi trước cầu thủ Tân Văn Cột để có mặt trong trận chung kết. Ở hiệp một các thủ Tân Sơn Ba ở bên HNB Trung Trung Thành ở HNB còn có thủ Tân Sơn đến Trung Trung Thành ở HNA. Tuy nhiên thì thủ môn của Tân Sơn sẽ chịu nhường ít nhiều của những mặt trời. Trận đấu chung kết đã được khai cuộc. Như vậy là tiếng trống của các cổ động viên đã mang về sân. Bóng được chuyển đi. Các cầu thủ đội tuyển Tân Sơn Ba sẽ là người được hưởng hậu quả khá nghiêm khi bị xúc phạm khi một tấn công của đội mình. Bóng chuyền cho cầu thủ mang áo số 7 là Minh Dương. Thank you.
Khoa. Rất vui được gặp mặt Thank you.
mừng vui cho các cầu thủ Liên Sơn, ông bà Thanh Miền và ông bà Lương Quy. Chất thưởng cầu thủ nào ghi bàn thắng đầu tiên của trận chung kết này là 1 triệu đồng. Các cầu thủ Liên Sơn, hậu vệ của tất nhiên phải thả bóng ra rồi. Chúng tôi nhắc lại thông tin vui đến với Liên Sơn, ông bà Thanh Mười và ông bà Lương Quy được 1 triệu đồng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên của trận chung kết cho đội tuyển Liên Sơn. Quả đá biên của Liên Sơn, chừng 80%, đánh đầu, không được. Rất khỏe. Các cầu thủ Liên Sơn tổ chức tấn công. Rất khéo. Bóng ra ngoài đưa sân. Đá biên cho các cầu thủ đội tuyển Liên Sơn. Không được, tiếp tục quả phạt góc cho các cầu thủ Tân Sơn Ba. Tân Sơn Ba cũng như đang chơi khá chắc chắn. Số 7 có người nhân vật cú đá bằng chân trái khá vui ạ. Rất nguy hiểm, quả treo bóng rất đẹp ở đầu tiền vệ số 7. Các cầu thủ Tân Sơn tiếp tục cố gắng. Chú có treo ánh cả phát bóng cho thủ môn thì Vinh Hiếu Lãng Quang. Quý vị và các bạn đang theo dõi đài truyền hình xã Tân Vĩnh tường thuật trực tiếp trận chung kết giải bóng đá thiếu niên xã Tân Vĩnh năm 2018 giữa đội tuyển Liên Sơn và đội tuyển Tân Sơn Ba. Tỷ số của trận chung kết vẫn đang là 0-0. Cảm ơn một lần nữa ban tổ chức chúng tôi xin nhắc cổ động viên chúng ta đứng cách cầu thủ khoảng 1 mét để cho cầu thủ chúng ta thi đấu và vì chúng ta lúc này rất chơi cầu thủ có tốc độ chuyển các cầu thủ đội tuyển Tân Sơn chuyền bóng rất hay. Các cầu thủ Liên Sơn đã lên bàn đá. Số 5 Quang Hải. Quang Hải phối hợp với đội tuyển Sắc Khánh. Tuy nhiên thì hậu vệ của Tân Sơn Ba đã bóng ra ngoài rồi. Tân Sơn Ba chỉ yếu sao bóng. Một thế bình là sẽ là một quả hành viên cho Liên Sơn. Bóng được treo vào trong. Tân Sơn không. Bất ngờ rất nhanh. Bất kỳ các cầu thủ Tân Sơn có thì cùng luôn luôn người có tốc độ về giải bóng đá đá biên cho Liên Sơn. Tỷ số của trận chung kết vẫn đang là 0-0. Bóng từ xa thì giúp của Đức Hiền và Ngọc Thế Thấu. Đức Hiền sống như vậy, có bóng ra đất hồn. Không được. Hôm nay có một trận chung kết rồi.
34 rồi. Đó. 34 là thôi hình như là của Bình Dương. Còn Văn Một nữa là như là Duy Tân. Còn đội 3. Có một chuyện không? Có một chuyện không? Có một chuyện không? Số 5 có ai? Số 10 của tập thân 3 đã có bóng thân 2. Sân bạc, vũ hào. Điều thường của bóng thân 3 có khá vào đâu? Tân Sơn Ba vào đúng cái bảng nó dễ chịu sâu hoàn toàn không có đủ không nữa. Quân Tân mới là Quân Tân không gặp Vũ Sơn trọng quà thì Vũ Sơn Nguyên Dĩnh Tân đã phải nhất nhỉ. Dĩnh Tân là ngày nào nó chả tập Đức Hùng Sách Khánh không được. Cầu thủ số 6 chuyền bóng hay gì đến chân cầu thủ mang áo này phi thể thao số 5 chuyền không chính xác là sân ruộng sân như là đi về đi cày sân ruộng thứ ba của thứ tư một tiền chúng ta một tiền chuyền bóng tới đội của mình không được chú bé bóng đã được chuyển ra ngoài được thế trận thì chúng tôi đang làm tân bằng Hoàng Anh ơi lên đây Tân Sơn Ba. Thằng Long em năm mấy năm đấy là nó to nhanh, nó lớn nhanh kinh khủng luôn. Mới 25 thôi mà nó lớn nhất làng. 25 trước đấy 25 là nó còn bé nhất làng, nó lùn nhất làng luôn. Chúng ta thân thương như này, bóng ở gần khu này. Vì luôn có nguy cơ nguy hiểm cho đội. Thank you.
nhỉ. Cũng hay ấy nhỉ. Trời nó nắng. Đi nó nắng ấy.
đề nghị khán giả chúng ta đứng ra làm một câu đi. Bằng mặt đi.